Tin cập nhật ngày 25 tháng 9 Ukraine bắn hạ 9 mục tiêu trên không của Nga trong một ngày, tiếp tục có UAV của Iran. Không ảnh hưởng gì đến việc ra tiền tuyến chiến đấu, người đàn ông Nga 63 tuổi bị thiếu máu não cục bộ và tiểu đường đã được nhập ngũ. G7 giận dữ tuyên bố sẽ không bao giờ thừa nhận cuộc trưng cầu dân ý giả của Nga ở Ukraine. Để hưởng ứng công cuộc phòng chống dịch bệnh của chính quyền Bắc Kinh, sinh viên Hồng Kông buộc phải đeo khẩu trang, thổi sáo. Các tổ chức nhân quyền hô to bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc đòi đuổi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trào lưu ghi danh nhưng không đi học trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Thu Lâm xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi mục tin cập nhật của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Và ngay sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin hôm nay xin mời quý vị đến với những thông tin cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Ukraine bắn hạ 9 mục tiêu trên không của Nga trong một ngày, tiếp tục có UAV của Iran. Kính thưa quý vị, trong ngày 23 tháng 9, không quân Ukraine đã tiêu diệt 9 mục tiêu trên không, bao gồm máy bay cường kích Su-25, trực thăng Mi-8, máy bay không người lái suicide kamikaze của Iran và máy bay không người lái tấn công Mohajer. Điều này được RBC Ukraine đưa tin với một liên kết từ trang Facebook vụ lực lượng không quân lực lượng vũ trang Ukraine. Hai chiếc UAV Shad-136 đã bị các đơn vị của Bộ Chỉ huy Đường không miền Đông tiêu diệt. Thêm 4 máy bay không người lá Shad-136 và một máy bay không người lá tấn công Moisture-6 đã bị súng phòng không của Bộ Tư lệnh Không quân miền Nam bắn hạ. Như đã biết, Hồi tháng 7, Mỹ cảnh báo rằng Nga đã yêu cầu Iran cung cấp cho nước này hàng trăm máy bay không người lái chiến đấu để sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Sau đó, người ta biết rằng đại diện của Nga đã hai lần đến Iran để kiểm tra máy bay không người lái. Lần đầu tiên, UAV của Iran bị bắn hạ trên bầu trời Ukraine vào ngày 13 tháng 9. Điều đáng chú ý là máy bay không người lái của Iran được sử dụng ở Ukraine dưới một cái tên khác. Những người chiếm đóng đổi tên Strat-136 thành Iran 2. Do việc cung cấp máy bay không người lái chiến đấu cho Nga, phía Ukraine đã quyết định tước quyền công dân của đại sứ Iran tại Ukraine, cũng như cắt giảm đáng kể số lượng nhân viên ngoại giao tại đại sứ quán Iran ở Kyiv. Chuyển sang một thông tin khác. Không ảnh hưởng gì đến việc ra tiền tuyến chiến đấu, người đàn ông Nga 63 tuổi bị thiếu máu não cục bộ và tiểu đường đã được nhập ngũ. Để cứu vãn tình hình gần đây trong cuộc chiến Ukraine, Tổng thống Nga Putin hôm thứ tư ngày 21 tháng 9 đã tuyên bố thực hiện động viên một phần trên toàn quốc, tuyển dụng 300.000 quân dự bị đã đến tuổi chiến đấu, mở đường cho một cuộc leo thang lớn trong cuộc chiến Ukraine. Theo truyền thông Nga tại vùng Volgograd, một người đàn ông 63 tuổi bị thiếu máu não và tiểu đường loại 2 đã bị điều động nhập ngũ và đang thực hiện huấn luyện quân sự. Trang web của tờ báo cũng đăng tải một đoạn video do chính tay người đàn ông này ghi lại. Theo báo cáo và sáng ngày 2 tháng 9, một ngày sau khi lệnh điều động một phần của Putin được ban hành. Alexander Emorajev ở Krasnolobos, vùng Volgograd, đã nhận được lệnh nhập ngũ do người đứng đầu quận Sresnia Aktuba gửi. Ông được lệnh ngay lập tức đến đảo Zeleny để kiểm tra y tế. Theo kênh Telegram Baza, ông Emorajev là một trung tá trong khu bảo tồn. Trước khi nghỉ hưu, ông giữ chức phó tư lệnh đơn vị hậu cần. Ông cũng từng là phó giám đốc nhà máy rà phá vũ khí hóa học. Hiện tại, ông đã nhập ngũ và sống tại khu huấn luyện quân sự Bruce Boy ở khu định cư New Rogachik. Ở đó, ông ấy sẽ có 2 tuần huấn luyện, sau đó ông có thể sẽ được đưa ra mặt trận. Theo video của Emorazep, sau khi được gọi lên, không ai cho ông đi khám sức khỏe chính thức, mặc dù ông bị thiếu máu não và tiểu đường loại 2 cùng các bệnh khác. Nhưng bác sĩ cho biết, những căn bệnh của ông hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc ra tiền tuyến của ông ấy. Ông cũng cho thấy doanh trại và lều phía sau mình trong video và nói Bây giờ tôi đang ở Prus và tôi sẽ có hai tuần đào tạo. Sau đó người ta sẽ đến đón tôi. Tôi có thể sẽ ra chiến trường, nhưng không ai nói cho tôi biết những sắp xếp cụ thể lúc này. Ông chỉ rõ, ngay cả các sĩ quan điệp ngũ cũng có giới hạn tuổi tối đa là 55. Theo lệnh của Tổng thống và Bộ Quốc phòng, và tôi đã 63 tuổi rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý. Người đứng đầu quận Sresnaktuba giải thích rằng, không phải ông là người quyết định ai được gọi lên. Vào ngày 21 tháng 9, Tổng thống Nga Putin đã thông báo về việc điều động một phần trên cả nước và xác lệnh liên quan đã được ký kết. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết 300.000 người sẽ được huy động. Sau đó, một số phương tiện truyền thông Nga cho biết dự kiến số người thực tế được tuyển vào quân đội có thể lên tới 1 triệu người. Nhưng tuyên bố này ngay lập tức bị mask và bác bỏ vì cho rằng tin đồn có động cơ thầm kín và tung tin đồn thất thiệt. Nhiều tin tức được truyền thông Nga đưa tin trong những ngày gần đây cho thấy, tình hình huy động thực tế không khớp với tuyên bố chính thức. Ví dụ, một người cha của năm đứa con chưa đủ tuổi, chưa từng phục vụ trong quân đội và không có kinh nghiệm quân sự cũng được nhập ngũ. Một số sinh viên đại học được nhập ngũ trực tiếp từ trường. Điều này đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Ở một diễn biến có liên quan khác, G7 giận dữ tuyên bố sẽ không bao giờ thừa nhận cuộc trưng cầu dân ý giả của Nga ở Ukraine. Bốn khu vực của Ukraine bao gồm Donetsk bị chiến tranh tàn phá, bắt đầu tổ chức các cuộc trưng cầu dân Ý về tư cách thành viên ở Nga. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo G7 đã đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ công nhận cuộc trưng cầu dân Ý giả mạo của Nga ở Ukraine. Bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 3 tháng 9, các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zabrysia đã bắt đầu tổ chức trưng cầu dân Ý về việc gia nhập Liên bang Nga. Cuộc phản công gần đây của Ukraine nhằm vào các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng liên tiếp nhận được thắng lợi, khiến Nga phải gấp rút tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý giả để sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine. Donetsk, Luhansk, vốn được tuyên bố là các quốc gia độc lập của Nga cũng như các khu vực Kherson và Zabrizia bị Nga chiếm đóng sau cuộc xâm lược Ukraine. Ngày 20 đã thông báo rằng một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9 cư dân có thể tiến hành bỏ phiếu trước cửa nhà hoặc trong nhà của mình từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9. Truyền thông Pháp đưa tin, không biết khi nào mà các thùng phiếu đã được gửi đến nhà người dân địa phương, với ý định buộc họ phải bỏ phiếu. Cho đến ngày 27 tháng 9, công dân mới có thể đến điểm bỏ phiếu để bỏ phiếu. Theo kế hoạch, kết quả sơ bộ của cuộc trưng cầu dân Ý sẽ được công bố vào ngày 27 và 28 tháng 9. Các nước phương Tây dẫn đầu là Mỹ, đã lên án Nga tổ chức trưng cầu dân ý về tư cách thành viên ở bốn vùng lãnh thổ Ukraine. Nhóm 7 quốc gia hôm 23 tháng 9 cho biết, họ sẽ không bao giờ công nhận cuộc trưng cầu dân ý giả mạo của Nga ở Ukraine. Các nhà lãnh đạo G7 vào hôm 23 đã lên tiếng tố cáo cuộc trưng cầu dân ý do Nga tổ chức ở Ukraine là một cuộc trưng cầu dân ý giả tạo, cáo buộc Moscow đang kiếm cớ để sáp nhập lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận những cuộc trưng cầu dân ý này. Chúng dường như là một bước tiến nữa đối với việc thôn tính, và chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận việc thôn tính có thể xảy ra. Các nhà lãnh đạo G7 cho biết trong một tuyên bố do người phát ngôn của chính phủ Đức đưa ra. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Để hưởng ứng công cuộc phòng chống dịch bệnh của chính quyền Bắc Kinh, sinh viên Hồng Kông buộc phải đeo khẩu trang thổi sáo. Gần đây, video về hình ảnh học sinh Hồng Kông vừa đeo khẩu trang vừa thổi sáo đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng chế diễu, đây là biểu diễn ảo thuật thời kỳ dịch bệnh, thời đại lừa mình dối người. Chính quyền Hồng Kông yêu cầu học sinh đeo khẩu trang thổi sáo Bộ Giáo dục Hồng Kông gần đây đã quay một video quảng cáo cho chương trình Cuộc nói chuyện của giới trẻ Trung Quốc. Trong video, tất cả học sinh Hồng Kông đều đeo khẩu trang và chơi nhạc cụ. Trong đó, một nhóm nữ sinh dùng sáo luồn qua khẩu trang đang đeo trên miệng để thổi. Một nhóm khác lại đeo mặt nạ có lỗ chỉ chưa phần miệng để thổi và đeo khiên bảo vệ trên đầu. Các video về hình ảnh liên quan đã được lan truyền trên Internet và Bộ Giáo dục Hồng Kông đã trả lời vào ngày 23 tháng 9 rằng những học sinh này đang đeo khẩu trang chuyên dụng để thổi sáo. Tuy nhiên, sự việc này vẫn khiến cho cư dân mạng chế giễu chính quyền Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông về việc phòng chống dịch bệnh quá mức. Một người bình luận, đây không phải là đang lừa mình dối người sao. Tài khoản mạng dược côn chế diễu Màn biểu diễn ảo thuật trong kỷ nguyên đại dịch Đeo khẩu trang và thổi sáo Tôi thật sự phục độ sáng tạo của họ Sắp là một bác tứ xuyên viết Bị tai trộm chuông thời đại mới Ý nói tự lừa dối mình Nhưng không lừa dối được người Nickname người cầm đùa cợt Con virus lộ ra dấu chấm hỏi trên mặt Người biểu diễn ngơ ngác Và khán giả cũng trốn mắt nhìn Chỉ có chính quyền Trung Quốc là cười đắc chí. Một giáo viên dạy ngữ văn viết: trước thì đeo khẩu trang khi chơi bóng truyền, sau lại đeo khẩu trang thổi sáo. Sự nghiệp lớn của khẩu trang được kế thừa không dứt. Đội bóng truyền nữ Trung Quốc đeo khẩu trang khi tham gia thi. Trước đó vào ngày 25 tháng 8, đội tuyển bóng truyền nữ Trung Quốc đeo khẩu trang N95 trong trận đấu vòng bảng Asian Cup 2022 gặp Iran đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cũng bày tỏ sự tức giận trước việc này. Họ cáo buộc chính quyền Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh cực đoan, khiến các vận động viên bị mất mặt ở nước ngoài. Khi đó, vận động viên bóng truyền nữ đeo khẩu trang đã thua trận ngay từ vòng đầu tiên trước đội Iran. Trong vòng thứ hai, tất cả đều cởi bỏ khẩu trang và cuối cùng đã giành chiến thắng. Sau khi vụ việc xảy ra, Hiệp hội bóng truyền Trung Quốc đã đưa ra thư ngỏ xin lỗi về việc các cầu thủ bóng truyền nữ đeo khẩu trang. Chuyển sang một tin tức khác. Các tổ chức nhân quyền hô to bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc đòi đuổi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 77 được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9. Vào ngày 19 tháng 9, quan chức từ nhiều quốc gia đã lần lượt đến tham dự. Bà Kim Tú Hồng, Chủ tịch Liên minh Dân chủ và Nhân quyền Trung Quốc, và ông Bạch Tiết Mẫn, Chủ tịch miền Đông Hoa Kỳ, đã đến trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York vào ngày 19 tháng 9 và liên tục hét lên bằng tiếng Trung và tiếng Anh trước các đoàn xe của các quốc gia. Đảng Cộng sản Trung Quốc cút ra khỏi Liên Hợp Quốc Vào ngày 22 tháng 9, Kim Tú Hồng, Bạch Tiên Mẫn và nhà điêu khắc Trần Duy Minh từ California đến trụ sở Liên Hợp Quốc dưới trời mưa và yêu cầu trả tự do cho các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Vương Bính Trương, luật sư nhân quyền Cao Chí Thịnh và tất cả các tù nhân chính trị khác. Ông Trần Duy Minh cho biết, Tiến sĩ Vương Bình Trương đã bị giam giữ hơn 20 năm mà không được giảm nhẹ bản án. Ông Cao Chí Thịnh đã bị mất tích trong 5 năm. Họ yêu cầu trả tự do cho ông Vương Bình Trương và Cao Chí Thịnh, đồng thời truyền tiếng nói này ra thế giới. Hãy để tất cả các nước trên thế giới chú ý đến nhân quyền của Trung Quốc và tiến trình dân chủ của họ. Ông Trần còn nói rằng, một Trung Quốc không có Đảng Cộng sản Trung Quốc mới mang lại sự an toàn cho thế giới. Trào lưu ghi danh nhưng không đi học trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người ở Trung Quốc tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học và độ khó của kỳ thi tuyển sinh sau đại học cũng tăng lên đáng kể. Thế nhưng một số thí sinh lại chọn hình thức, ghi danh nhưng không đi học. Truyền đạo khoa học, chính trị và luật nổi tiếng ở Trung Quốc cũng không tránh khỏi số phận bị sinh viên cho leo cây. Ngày 19 tháng 9, khoa sau đại học thuộc Đại học Khoa học, Chính trị và Luật Trung Quốc đưa ra một thông báo cho thấy 32 tân sinh viên khóa 2022 đã từ bỏ cơ hội nhập học sau khi trúng tuyển vào trường theo thủ tục thông thường. Trong thông báo đã tiết lộ tên và ngành học của 32 thí sinh không đăng ký nhập học đúng hạn. Trong đó có 15 thí sinh thi tuyển thạc sĩ đến từ Trung Quốc và 7 thí sinh thi tiến sĩ đến từ Trung Quốc. 4 nghiên cứu sinh đến từ Hồng Kông và 6 thí sinh đến từ ngoại quốc. Xét theo chuyên môn, khoa kinh doanh của trường này có số lượng sinh viên lớn nhất. Giáo viên Trần của Khoa Kinh doanh thuộc Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc nói với truyền thông Trung Quốc China News vào ngày 21 tháng 9 rằng: Hầu hết các thí sinh này đã bỏ học vì lý do cá nhân và không có lý do đặc biệt gì. Hiện tại, do công tác xét tuyển đã kết thúc nên không có cách nào để thực hiện xét tuyển bổ sung thay thế. Giáo viên Trần cho biết, những sinh viên này được trúng tuyển vào trường thông qua các thủ tục thông thường. Nguyên nhân bỏ học cụ thể thì ông không tiện công khai. Trong trường hợp sinh viên không đến trình báo, nhà trường chỉ có thể tôn trọng nguyện vọng cá nhân của họ. Kỳ thực trong những năm gần đây ở Trung Quốc, hiện tượng ghi danh nhưng không đi học đã trở thành một điểm nóng cố định theo mùa ở Trung Quốc, xuất hiện đúng dịp mỗi mùa thu. Thi tuyển sau đại học không hề dễ dàng. Có người thi mãi không đỗ trong khi những người khác lại hờ hững không xem trọng. Thông báo của Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi của cư dân mạng Trung Quốc. Một số cư dân mạng cho rằng 32 cơ hội học tập chỉ bị lãng phí bởi 32 người này. Những người khác nói rằng, mỗi người đều có cách nghĩ riêng và họ có quyền lựa chọn, những sinh viên này không làm gì sai cả. Cuộc tranh luận của cư dân mạng thậm chí còn thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc. Tờ Quang Minh đã đăng một bài báo vào ngày 2 tháng 9. Trong bài báo nói rằng, mặc dù không có gì ngạc nhiên khi nghiên cứu sinh ghi danh nhưng không đi học, nhưng người ta vẫn bất ngờ khi sự việc này xảy ra ở một trường đại học hàng đầu Trung Quốc về lĩnh vực luật học. Năm ngoái, 38 nghiên cứu sinh từ Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc cũng đã từ bỏ cơ hội nhập học của mình. Kính thưa quý vị, mục tin cập nhật của DKN TV đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thu Lâm xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.